Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món thịt chuột xào rau găm, một món ăn ngon rất là nổi tiếng ở vùng sông nước miền Tây. Và cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm luôn, mà mình có được một món rất là ngon, làm cũng không có mất thời gian nhiều. Và cách làm như thế nào, bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình để vào bếp thực hiện món thịt chuột xào rau găm. Và hôm nay mình sử dụng hai anh chuột nha quý vị. Mình đã mằn sạch rồi. Hồi mình sẽ rửa lại với muối để cho nó thật là sạch luôn và nó bán đi hết cái mùi tanh của thịt chuột nha quý vị. Một con nhỏ và một con cũng rất là to. Hai con này thì có 300 g à. Đó, nếu nhà mình đông thì có thể mình làm nhiều hơn nha quý vị. Và một dĩa rau răm mình cũng đã rửa thật là sạch rồi, cũng khoảng gần 200 g rau găm, cát thép tỏi, cát chế ớt và một số gia vị thông thường nữa nghe quý vị. Rồi trước tiên thì mình sẽ sơ chế cái phần thịt chuột nghe quý vị. Mình cho muối vào hai anh chuột, khoảng 2 muỗng cà phê muối nghe quý vị. Rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên chuột mà mình rửa qua muối, rồi mình sẽ rửa lại với nước lọc thì nó sẽ bán đi hết cái mùi tanh của thịt chuột nha quý vị. Mình chà đều cái phần thịt chuột luôn, phần phía trong và cái phần trên lưng nè, rồi các kẽ cửa nách của con chuột nữa, mình chà cho đều luôn. Và sau một hồi mình đã rửa thật là sạch luôn rồi nè quý vị, mình rửa lại qua 3-4 nước lọc nha quý vị. Rồi các tép tỏi thì mình đập cho nó dập dập. Rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi. Đó, nhuyễn nhuyễn như vậy là được rồi nghe quý vị. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa sẵn luôn. Và rau găm thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra nghe quý vị. 200 g rau găm mình lặt ra thì còn khoảng một dĩa nhỏ nghe quý vị. Rồi ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Hôm nay mình sử dụng ớt hiểm nha quý vị. Ớt này rất là cay lắm luôn, mình sử dụng 5 trái ớt hiểm. Rồi mình cũng cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn. Và thịt chuột nè quý vị, thì mình sẽ chặt nhỏ nhỏ ra. Mình chặt sao cho vừa ăn nha quý vị. Nhà mình thì chặt cũng tương đối thôi. À, tương tự thì các khúc thịt chuột khác mình cũng chặt ra nhỏ nhỏ vừa vừa như vậy luôn nha quý vị. Và sau một hồi mình đã chặt ra hết rồi đó quý vị, hai anh chuột luôn. Rồi mình sẽ cho vào cái dĩa sẵn luôn. Chuột này rất là mập cho nên thịt rất là nhiều nha quý vị. Rồi mình cho nửa muỗng cà phê muối vào trong dĩa thịt chuột, rồi nửa muỗng cà phê đường cát, rồi chút xíu bột niêm nha quý vị. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Chuột thì mình ướp chút xíu gia vị nè quý vị. Rồi mình sẽ chiên sơ qua, mình chiên vừa chín tới quý vị. Rồi hồi mình sẽ xào với rau găm nha quý vị, để cho thịt chuột của mình nó thơm ngon hơn. Và bây giờ thì mình sẽ làm cái phần nước sốt luôn. Thì mình cho một muỗng cà phê đường cát, nửa muỗng cà phê hạt nêm, rồi khoảng nửa muỗng cà phê tiêu xay, dầu hào thì mình cho cũng khoảng một muỗng cà phê dầu hào. Và nước tương thì mình cho hơn 2 muỗng cà phê nước tương nha quý vị. Rồi tương ớt mình cho cũng khoảng 2 muỗng cà phê tương ớt vào luôn. Nước lọc thì mình cho 2 muỗng canh nước lọc vào. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Coi như cái phần nước ớt hồi mình xào cũng đã xong rồi đó quý vị. Phần nước ớt này cũng rất là quan trọng và cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị.
mà mình gia giảm khẩu vị, gia vị sao cho vừa ăn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho nguyên dĩa thịt chuột vào để mình chiên cho nó vừa vàng tới nha quý vị. Nó vừa chín tới thôi. Nãy giờ mình ướp thì nó cũng khoảng hơn 5 phút rồi nha quý vị. Rồi mình mới bắt đầu mình chiên. Và trong lúc mình chiên đó quý vị thì lâu lâu mình cũng chở tới luôn nha quý vị, khoảng 1 2 phút mình chở một lần. Mình chiên đến khi nào mà thịt chuột nó hết cái phần đỏ đỏ và nó hơi vàng óng ánh lên là được rồi. Nó vừa chín tới đó quý vị. Nọ và sau một hồi thì thịt chuột nè quý vị, nó hơi vàng vàng óng ánh như vậy là được rồi. Nó cũng vừa chín tới à. Mình sẽ gấp hết vào cái khay nóc luôn nha quý vị, để cho nó rớt hết những cái phần dầu trong lúc mình chiên thịt chuột đó quý vị ra ngoài hết luôn. Và sau một hồi mình đã gấp ra hết rồi nè quý vị. Nó vàng ươm óng ánh trông rất là thơm và hấp dẫn lắm luôn. Rồi mình bắt cái chảo khác lên, mình cho cũng khoảng 2 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho hết cái phần tỏi vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình đảo đều lên nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho một ít ớt vào để mình phi chung luôn. Hôm nay mình xào cũng hơi gay cay nha quý vị. Đó, bây giờ tỏi cũng đã rất là thơm rồi, ớt cũng đã dậy mùi rồi, thì mình sẽ cho thịt chuột hồi nãy mình đã chiên qua đó quý vị. Rồi mình đảo đều lên để cho nó thấm đều qua cái phần tỏi ớt với dầu nha quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần chén nước sốt vào luôn. Mình cho hết vào luôn. Khi mình cho nước sốt vào, mình để lửa riu riu nhỏ nhỏ hơn nha quý vị, để cho thịt chuột của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị từ từ. Đó, mình cho vào rồi thì mình cũng đảo đều lên luôn. Và sau một hồi đó quý vị, thịt chuột của mình cũng đã gần chín rồi đó quý vị. Mình đảo qua thêm một lần nữa rồi mình sẽ cho rau răm vào nghe quý vị. Đó, mình cho hết rau răm vào luôn. Rau răm thì rất là mau chín, khi mình cho rau răm vào rồi thì mình đảo khoảng 30 giây nữa là được rồi nghe quý vị. Rau răm mà chín quá thì nó sẽ không có ngon, cho nên mình đảo qua khoảng 30 giây cho nó vừa chín tới là được rồi. Đó, thơm quá trời thơm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần ớt sắt còn lại nè quý vị. Mình cho hết vào luôn. Thịt chuột xào rau găm của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Đó, các chai ớt này chủ yếu mình trang trí cho nó đẹp thôi. Đó, quý vị nhìn thấy rất là hấp dẫn luôn. Nguyên chảo thịt chuột xào rau găm cũng đã chín rồi nè quý vị. Một món rất là nổi tiếng ở vùng sông nước miền Tây. Và bây giờ thì mình sẽ gấp hết cái dĩa luôn. Hôm nay mình xào cũng gần đầy một dĩa luôn nha quý vị. Trông rất là ngon và hấp dẫn lắm luôn. Đó, xào một hồi mình đã múc ra đầy một dĩa rồi đó quý vị. Đó, món này ăn cơm rất là ngon, hay để ra gai thì khỏi phải nói, cũng rất là tuyệt vời lắm luôn. Và bây giờ mình quay cận lên nè quý vị. Nguyên dĩa thịt chuột xào rau găm cũng đã chín rồi. Thịt chuột thì rất là ngọt ngon, còn rau găm thì nó có vị hương thơm rất là đặc trưng luôn, rồi kết hợp thêm một số gia vị và một số nguyên liệu khác tạo nên món thịt chuột xào rau găm rất là thơm ngon tuyệt vời. Rồi Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.